Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của DNA Auto. Và hôm nay trước mặt mọi người đây là một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak đời 2015. Và trên đó thì bên DNA Auto vừa mới làm một cái mẫu nắp thùng cuộn bạt. Đó, một cái mẫu nắp thùng rất là mới và rất là rẻ. Nên là lời làm cái video này để giới thiệu với cả mọi người cái mẫu nắp thùng cuộn bạt dành cho xe Ford Ranger Wildtrak từ đời 2013 tới 2022 luôn mọi người nhé. Thì chúng ta cùng đi xem cái mẫu nắp thùng này nó như thế nào mọi người ha. Cái mẫu nắp thùng cuộn bạt như thế này thì chúng ta sẽ mở từ bên trong. Thì trước khi mà muốn mở cái mẫu nắp thùng cuộn bạt này thì chúng ta phải mở cái bửng ra như thế này. Thì bên trong nó có một cái bộ phận dây, đó, dây rút như thế này. Chúng ta kéo mạnh á thì cái nắp thùng này nó sẽ đi lên. Đó, mọi người có thể thấy đây là cái hệ thống khóa rất là đơn giản của nó, rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả. Đó, cái dây này, hoặc là chúng ta cầm cái dây, hoặc đây nó có cái dây cáp, thì khi mà đứt cái dây này thì chúng ta dùng cái dây cáp luôn, rất là đơn giản ha. Mọi người có thể thấy đây là cái hệ thống khóa của nó, đây là cái phần nhôm, đó, cái ngàm nhôm ở bên trên phía ở cái phần nắp của đây là cái ngàm ở dưới cái phần khung. Thì đó, khi mà cái ngàm này chúng ta sẽ đặt vô ngàm bên trên ấy, chúng ta sẽ đặt vô cái bên dưới như thế này, chúng ta đặt đều cả hai bên. Đó, sau đó chúng ta kéo cái dây cáp đó mà chúng ta đè xuống, nó ăn rất là chắc chắn. Đó, ở bên trong thì nó có cái khung nhôm rất là chắc mọi người nhé. Rồi, ok, thì đơn giản vậy thôi, là cái hệ thống khóa của nó. Thì sau cái hệ thống khóa thì khi mà chúng ta mở ra rồi á, thì chúng ta sẽ cuộn. Mà sẽ cuộn. Đó, bên trong mọi người thấy không? Bên trong này, đó, nó có cái xương nhôm này. Đó, đây có một cái xương nhôm nha, bên trong này có xương nhôm, ở bên trong này cũng là cái xương nhôm luôn. Đó, thì khi mà chúng ta cuộn hết vô bên trong đi. Đó, xương nhôm này. Cái phần ở phía bên trong này nó sẽ có một cái dây, mà cái dây nó sẽ có cái ngàm. Đó, chúng ta đi xa đó, mà chúng ta muốn chắc chắn thì chúng ta ngàm nó vô đây. Đó, rất là chắc chắn mọi người ha. Ở hai bên này nó đều có cái ngàm như thế này. Bên cạnh đó thì cái mẫu nắp thùng cuộn bạt này nó cũng chống nước rất là tốt, tại vì nó có một cái hệ thống thoát nước rất là hay. Đó, thì ở phía bên trên này chúng ta có thể nhìn thấy cái phần để cho nó dính cái nắp cuộn đó và cái khung bằng nhôm. Nhưng mà bên dưới này nó có một cái hệ thống máng nước. Đó, cái hệ thống máng nước đấy thì nó sẽ có những cái ống nước này. Đó, khi mà nước nó đi xuống đây thì những cái ống nước này nó sẽ đưa nước đi ra ngoài đó mọi người nhé. Đây, ở mỗi bên này thì nó sẽ có một cái phần ống nước đằng trước và ống nước đằng sau. Đó, thì bên này cũng vậy, mọi người có thể thấy. Đây là những cái phần ống nước, khi mà nước của chúng ta nó thoát xuống ở dưới đây thì dưới đây nó sẽ có cái máng hứng nước. Đó, mọi người có thể thấy cái máng hứng nước và nó đưa nước đi ra ngoài. Cái bộ nắp thùng cuộn bạt này thì được ráp rất là dễ. Nó sẽ ráp cái bộ khung hay là cái bộ máng nước này vào cái thành của cái thanh thể thao, thì sau đó đấy thì mình sẽ mới kẹp cái phần khung nhôm của cái nắp thùng cuộn bạt lên trên đó, và kẹp bằng những cái phát cũng bằng nhôm như thế này. Đó, ở trong và bên ngoài rất là chắc chắn mọi người nhé. Ok, thì như vậy là Lợi và mọi người chúng ta vừa đi qua về cái phần chi tiết và tổng quan của cái mẫu nắp thùng cuộn bạt. Cái mẫu nắp thùng cuộn bạt như thế này ấy, thì về cái mặt an toàn thì nó không có được an toàn lắm, nhưng mà về cái mặt hữu dụng của nó thì nó sẽ rất là hữu dụng cho những cái anh, thứ nhất là chúng anh chở đồ cao mà lâu lâu ấy chúng ta mới cần phủ cái bạt lên đó, để chúng ta đi những cái đồ cá nhân hay những cái đồ gia đình như là hành lý, vali khi mà chúng ta đi du lịch, còn bình thường thì chúng ta gần như không có dùng đến cái nắp thùng. Cái thứ hai nữa là những cái anh mà đi mô tô hay là thường xuyên chở xe máy thì cái mẫu nắp thùng cuộn bạt như thế này cực kỳ là phù hợp. Nó có chiếm một cái không gian rất là nhỏ ở phía bên trong thôi. Đó, và nó dành toàn bộ cái không gian của cái thùng xe cho chúng ta để chở đồ. Đó, thì những anh mà đi mô tô hay là xe máy thì rất là phù hợp với cái nắp thùng cuộn bạt như thế này. Thì cái mẫu nắp thùng cuộn bạt này ấy, thì nó sẽ có cho cả xe Ford Ranger Wildtrak như thế này và xe Ford Ranger. Thì nếu mà mọi người đang quan tâm đến cái mẫu nắp thùng cuộn bạt như thế này thì xin vui lòng liên hệ tới DNA Auto hoặc liên hệ tới nhân viên tư vấn tại DNA Auto. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp các cái thắc mắc của mọi người. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi gì, vui lòng đặt câu hỏi dưới phần bình luận, Lợi và team DNA Auto sẽ trả lời cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến giờ phút này, và mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để chúng ta xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi cho xe bán tải mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.